Hai em Châu xin chào anh chị và cô chú bác. Thì bữa nay em có hai chiếc xe rim, hai rim Thái độ full mới. Đây một chiếc biển số 92892. Xe này full dọn mới. Và chiếc kế bên này cũng rim Thái luôn. Rim Thái này là cũng dọn full mới luôn. Xe này ngày mai, xe này thứ tư sẽ có biển số ra tình em. Cái chiếc xe biển số thì cái xe biển số này là số đầu là 01, số máy đầu 01. Đầu 01 em 0163244. Chiếc kim kim Thái chưa biển số á. Còn chiếc xe 92892 chỉ số dễ thương đẹp ha. Chiếc này số đầu là 80. Số đầu 80. 8080. Số đầu 80 ha. Rồi tổng quan hai xe này là em bán một chiếc xe là 24 triệu. Giờ vô chiếc xe đầu tiên trước đi. Nhà em ở ngay quốc lộ 22B. Gần Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Số điện thoại của em là 0974499005. Em nhắc lại là số điện thoại của em là 0974499005. Nhà gần Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh ha. Xe này là cái đầm Thái còn cầm niền ngũ xì Thái luôn ha. Dọn áo full mới. 92892 biển số đẹp ha. Cái giò đạp theo xe luôn, giò đạp có cái chữ đây nè, giò thắng luôn, có cái bô VD, bô này bô lai, tem áo sạch sẽ, xăng. Xăng xịn nha. Xăng. Không phải bình xăng bậy bạ đâu. Cái bẩn này là cái bẩn có chữ Honda trong đây luôn ha, chữ mới Honda. Cầm niềm trước giống nhau ha, chữ Sam Gucci nè ha, áo đẹp. Em gắn lồng hai kiếng, hai chìa khóa, ba ga đầy đủ. Xe này máy không được im nhiều. Xe này đã dọn này 2 năm. Dọn 2 năm rồi mà còn bốc vậy. Xe này máy không được im nhiều. Đồ Thái với đồ Honda không em. Đùm Thái nó vậy nè. Phục trước cũng Thái luôn. Ốc bán riêng xì lại. Mấy cái này là riêng Thái luôn nè, xì lại. Ba ga thì đủ hết. Xe này làm đầu lòng rồi. Đầu lòng nồi rồi. Mấy xe này là thường không có nhớt nhau đó, sạch sẽ, không có miếng nhớt rồi đâu. Mấy xe này thì anh em biết rồi, câu đồ mét kim xăng đồ với đèn càng thì đủ hết, tại Thái mà dọn mới nữa luôn. Rồi xe này em bán 24 triệu, xe biển số 92892. Anh em thích xe này alo em ha. Xe này hồi đó em bán rẻ nhưng mà xe này em đã vô một món đồ cũng nhiều lắm cho nên giờ em bán lại giá 24 triệu, 24 triệu. Đây kế còn rim Thái em có một cặp ha, 92892. Kế 92892 là cũng rim Thái luôn, số đầu 01. Số đầu 01 thì hàng ba cục hay là nhập nguyên con em cũng không nhớ, giờ quản quá rồi không nhớ nữa. Xe này thì anh em máy móc thì khỏi bàn rồi. Bao máy móc cho anh em 2-3 năm luôn, 5 năm luôn, quá dữ dằn lắm, im dữ dằn lắm. Đầu OT, xe này đầu OT.
chung chiếc nào thái cái nào cũng chơi. Chiếc này thì máy móc khỏi nói, im rít luôn, y như xe mới. Cái chiếc xe rim này là cái đầu không phải đầu OT, đầu HN nào vậy, cái này một chiếc là đầu OT nha, OT đúng đúng OT Thái luôn ha, đầu là OT, nó OT rồi này, OT ở 15 vậy, đèn càng tuy nhiên này đổ hết, kim xăng này đổ các kiểu, máy đang nổ dữ. Alo. Đồ quên mới. Alo, nói anh. Dạ. Bớt chút lọc hết rồi. Anh ở đâu anh? Chạy qua đây lấy anh. Chứ anh muốn em giao xe cho anh, anh trả tiền giao xe cho anh. Qua cầu Phú Cường lên Củ Chi, Củ Chi xong lên có Tân Ninh nè, nhà em quốc lộ dễ biết mà. Không anh tùy theo, anh muốn chạy 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 thì lúc đó giao tiền rồi xe có gì anh hả, nó có chịu được. Rồi từ nãy khách điện em ha, đây là nè xem Gucci á, câm thì sao xem Gucci một sơn áo sạch sẽ, xe này thì sạch sẽ đẹp hơn cái xe 92892, vì xe này là mới dọn xong, xe kia thì dọn đây một năm mấy à, máy dữ dằn luôn, máy im nữa. Cái xe bị số 92892 nè, anh em muốn làm im cực kỳ em làm lại cho, không có nhiều tiền hết, thợ nhà luôn, không mấy em bớt tiền cho anh em làm xe. Cái mod của em nhà dọn xe full vàng chấm ốc vàng, điều chấm vậy anh em chạy 2 năm nữa lên xuống xe, xuống xe màu chì đẹp lắm. Áo xếp bè em, giò đạp Thái luôn ha. Giò đạp dữ dàng ha, giò đạp ốc tán bẩn xăng luôn ha, xăng xịn luôn. Xe này cái bô thì lai cái bô VD, mà bên này bô này chạy anh em mấy năm không xét luôn, không nhận xe này dọn đẹp dữ người ta, xe này dọn mới lắm, mới hơn xe kia ta 92892 nhiều. Cầm liền trước xem Gucci luôn, đầm zin luôn, xem Gucci luôn nè, cầm liền trước xem Gucci luôn, tán đồ zin xi lại, đầm trước zin, có cái đầm sau của Honda Super hay gì anh em, hay là cái loại nó vậy. Áo thì hai chiếc này nói chung, hai chiếc này thì áo là chiếc nào len ken 90 giống bằng nhau, nó đẹp len ken 90 bằng nhau ha, chiếc nào cũng 24 triệu hết, xe rim Thái chính chủ, hai xe nào em cũng đứng tên hết, nhà đứng tên hết luôn, hai chiếc rim Thái, một chiếc 24 triệu. Anh em thích xe này thì cứ alo em ha, mua về là chạy thôi, chạy xe này chạy 5, 10 năm, 2, 3 năm, 1 năm hay là vài tầng cũng không có lỗ đâu, mấy xe này là không có lỗ, nhưng mấy xe mới, mua xe mới, vai rô, tay ga, đồ mấy này kia rồi lỗ chết. Mấy xe này chạy anh em giữ kỹ, là đi làm nè, đi dạy nè, rồi học nè, rồi đi đưa con đi học nè, không hoặc đi uống cà phê đâu á, là thoải mái. Em giờ muốn quay chi tiết thì em quay lại cho, giờ em cũng không biết quay sao nè, em quay sơ lược thôi, em báo cáo là một chiếc là 24 triệu,
rim Thái ha. Giờ full mới hết. Cái chiếc chưa có biển số thì nó mới hơn cái chiếc có biển số. Nhưng mà chiếc có biển số nó lại biển số lại đẹp. Em chào và hẹn lại video kế tiếp đi ha. Anh em muốn có hình thì em cung cấp hình đầy đủ cho. Vô Zalo của em á. Zalo của em là 0974499005. Số điện thoại đó 0974499005. Số điện thoại có Zalo ha. Nhà em ở gần Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Nhắc lại là nhà em ở gần Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, ở ngoài quốc lộ em. Rồi em chào và hẹn gặp lại video kế tiếp ha.